hai cháu gửi xuống.
Chú ơi. Ơi. Chú ở nhà rồi. Ừ. Nhà mình có chim bồ câu bán này chú. Ờ có. Một vài đôi chú. Ở đây có mấy đôi. Đây bón nó rồi. Đây cháu gửi chú đủ 200 nhá. Rồi. Hôm nào có còn này để cho cháu nhá. Rồi rồi. Ah, ah, ah.